Tu 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 t
Vô lớp. Vô. Đúng rồi. Vô lớp. Hello. Hello, teachers. How are you today? I'm great. How are you? I'm good. Actually, I had a day off today, so I didn't go to work. So I went out with my friends, so it was a great day. What did you do today? I helped my parents and learn alphabet with my brother. Okay. Alphabet, your brother. Good. Okay, so we get back to our lesson today. But first, I want to check your homework. Have you done the homework? Yes. Okay. So can you tell me what you have to do? Mình phải làm gì phải tập nhà nhỉ? Đọc ra cô. Ừ, mình hỏi là bài tập về nhà của mình có những gì nhỉ? Các bạn có nhớ không ạ? Lần trước có nhiều bài tập về nhà đấy. Đọc tiếng Anh, đọc tiếng Việt à? Try to speak English, ok. Viết ba vấn đề và tự giải quyết, nhưng mà em viết được có hai vấn đề thôi và đọc lại từ snowmobile. So we start with it. Okay. So we start with the word snowmobile. Snowmobile. Good. Okay, much better. Very good. So for now, don't forget the word with the letter M. Okay? Snowmobile. Từ ngày hôm nay thì sẽ không có snowmobile nữa nhá. Snowmobile. Okay. Good. Okay, then you tell me your problem and then your solution. Yeah. Problem one. I usually mistake between the N and L. So I think I always practice to read them every day. Problem two. I have got a toothache. So I think I went to the dentist. Okay. The first problem, you said that you always get the mistake with the sound M and L when you speak English. Yep. Mình sẽ nói là, mình không nói là I always mistake. Mistake là danh từ, và mình nói là, và mình sẽ nói là tôi có cái lỗi sound, là I always have a mistake with the sound N and L. Tôi có một cái lỗi sai, hoặc là get a mistake, to get a mistake with the sound N and L. Hoặc mình có thể nói là anytime I speak the sound the letter N and L, I have a problem between the two sounds. Nghĩa là cái từ mistake là danh từ, như thế mình không dùng nói như thế, mà mình dùng có động từ là tôi có một cái lỗ sai là như thế này. Sau đó mình sẽ nói là okay, and then with this problem, I think I went like practice it every day, try to improve my pronunciation. Nghĩa là mình sẽ nói là mình sẽ thực hành nó mỗi ngày để cải thiện, và có thể nói thêm nữa là when I speak, I try to focus on the sound N and L, and try to not forget to how to pronounce it. Nghĩa là mình sẽ nói là ngoài cái việc mà mình sẽ thực hành mỗi ngày ra, thì khi mình speak, when we speak, mình cố gắng là không quên
nghe tập trung và focus vào cái hai cái âm đó thì mình sẽ không quên cách đọc hai âm đó. Ok. Ok, rồi vấn đề thứ hai, the second problem là you have got a toothache. Ok, and you think that you want to the dentist. Mình không nói là I think I want to the dentist. Tôi nghĩ là tôi đã đến. Vì nếu mà dùng từ want là một động từ ở thì quá khứ thì hành động này đã xảy ra rồi thì mình sẽ không dùng với I think. I think thì nói về hành động là tôi sẽ làm gì. I think I will go to the dentist to check my teeth tomorrow. Đúng không? Tôi nghĩ là ngày mai tôi sẽ đến bác sĩ và kiểm tra răng của tôi. Nó khác hoàn toàn. Tôi nghĩ là tôi đã làm việc đã làm rồi, không phải là nghĩ nữa mà nó đã xảy ra rồi. Ok. Ok, so we get back to our lesson today. So today we continue learn about party tongue. So the first part is listening part. Here we have a five pictures to tell about a story. And then you're gonna listen and guess which picture is the first and which picture is the second. And the and guess the number of each picture. Mình sẽ nghe. Ở đây mình có 5 bức tranh mà mình sẽ nghe và mình sẽ đoán xem là những bức tranh này sẽ hình tượng như thế nào nhá. You ready? Yeah. Track B 29, page 81, activity 25. Listen and number. Number one. On Saturday, I went to watch the last game of the season for my favorite baseball team. There were lots of people there. Number two. So the first picture is B. You sure? A B come. Bạn ấy nói gì nhỉ? Không nghe, em không nghe rõ. Em không nghe rõ. Một người đồng nghe lại một lần nhé. Track B 29, page 81, activity 25. Listen and number. Number one. On Saturday, I went to watch the last game of the season for my favorite baseball team. There were lots of people there. No. Okay. Yeah. Which one? What picture? D. Yeah. He said that on Saturday, he went for the last round of the basketball. Of his basketball team. Đây là cái last round, cái trận đấu cuối cùng của cái đội bóng mà basketball mà bạn ấy thích. Và có rất nhiều người ở đó. Thì nó sẽ match with Chang Di. Number two. My team won. My dad said, yes. We were very happy. Rồi, bạn ấy nói gì nhỉ? My team. Yes. Mày nói là my team won and my dad said yes. Nhưng mà nói là đội bóng của tôi đã chiến thắng và bố của tôi nói rằng yes. We were very happy. Okay, so which picture? Picture I. Okay. Next one. Number three. Our friends brought a lot of food and drinks. Okay. You sure? Yeah. Track B 29. Our friend brought a lot of food and drinks. Number four. We sang and danced.
Number 4. Number 4, picture E. Okay. What did he say? We sang and we sang and danced. And okay. Good. Number 5. We went home at 10 in the evening. It was a great night. Go. So, picture B. What did he say? He said, to lie. We went home at 10 in the evening. It was a great night. Chúng tôi về nhà vào lúc 10 giờ tối. Đó là buổi tối tuyệt vời. Mình sẽ làm được chữ C. Rồi, ok. Next part, you have a paragraph. So the mission is read this paragraph and understand it. And then we're going to answer the questions after that, okay? Yeah. Okay, so can you read the paragraph from the please? I play basketball. My team is called Yellow Birds. On Saturday, it was the last game of the season. Before the game, my team had 94 points and were second in the league. Brown Bears were first, but because we won our last game, we went to first on 97 points. Brown Bear were second on 96 points. Blue Ducks were fourth before the last game on Saturday. The beat red cards, so they went up to third on 80 points. Red cards went down from fourth to fifth and ended with 78 points. Green tires were last in the league with only 70 points because they lost to Silver Slickers on Saturday. Silver Slickers went up to fourth on 79 points. Okay. So, một số cái từ mình đọc còn hơi sai. Ví dụ như nhá, từ này 94 không phải là 90 nhá, mình vẫn nhầm M và L đúng không? Là 94. Đọc không mình ạ? 94. Yeah. So then, leak. Leak. In the leak. Leak. Ông G đọc rõ ra cho mình nhá. Vâng. Then, because. Because. Okay. Won. Won. Won nhá, không phải là won nhá, won. Rồi tiếp, 96. Vẫn chưa được, 96. 96. Đúng rồi. Okay. Cái này là beers. Beers. Uh-huh. Cái này là, cái này không phải snacker nhá. Snacker là dài, còn đây là snacks. Slakes. Không phải slack mà là snacks. Slakes. Rồi. 79 points. 79 points. Okay, good. So, and then from the part, can you think in the box for me, please? Green tire points. 70 position
Yeah, like position. Position. Six. Several slaves. 79. Position. Fourth. Yellow bird. 97. Position. First. Blue duck. Yeah. Blue duck. 80. Position. Third. Okay. Mm-hmm. So, now that you mean green tarot now. 70. So position. Six. Okay. Red card. Position. Fifth. Okay, so we're gonna check together. So first we have red card. Up to third, okay. Went down from fifth and seventh point. So, seven is good. Green tigers, 74. Yeah, six. 74, yeah, good. Is it? Okay, so the next part is why the missing words. Here we have some words missing. So based on the order of the words, you're gonna guess the word is missing. Rồi, dựa vào những từ mình có sẵn như này và theo thứ tự của những từ này mình đoán xem cái số tiếp theo sẽ là số nào, số thứ tự tiếp theo sẽ là số thứ tự nào. Four. So first, second, third, and four. Ok, đọc hết cả tất cả những cái thứ tự này lên cho mình nhé, không đọc mình tự án nhé. Wow. Mm. Two, first, third, fifth, seventh. Seventh. Mm-hmm. Nhớ có thơ nhé. Okay. Wow. Number three. Tenth, fifth, fifteenth, twentieth, 25th. Mm-hmm. Good. Third, 10th, 17th, 24th. Third, 10th, why? Dựa vào quy luật nào? 3 thì cộng thêm 7 bằng 10 nhưng... Exactly. The gap between two words is 7. Yeah. Wow. Next one. 13th, 10th, 7th, 4th, 7th, 24th, 12th. Ờ, mình bắt đầu lại từ câu thứ 5 nhé. First. Number 5. Con làm gì câu thứ 5 ở đây? First. 11th, 24th, 34th, 6th, 13th, 10th, 7th, 4th, 7th, 24th, 12th. Cái này điền vào đây em không hiểu luôn cô. 20 em. Đây là 24 là 24 đúng không? Vâng. Sao là 20 à 12. 12 đúng không? Vâng. Thế bây giờ 12 trừ đi 12. 24 chia 2 bằng bao nhiêu? 24 chia 2 bao nhiêu? 12 à? Đúng rồi. Thế 12 chia 2 bao nhiêu? À 6. 6 đúng không? 6 chia 2 bằng mấy? 6 chia 2 bằng 3. 3 là yeah. 6. Here we have 6.
Eight. First. Mm-hmm. Fourth. Eighth. 16th. Okay. Good. Okay. So the next part is about writing. So write about what you did last week. So they give you some verb here. So the mission is based on this verb and write a sentence. Ở đây mình có phần tiếp theo là phần writing. Và ở đây là cho mình một số những cái động từ. Và nhiệm vụ của bạn là dựa vào cái động từ này và viết ra một cái câu về một cái hành động bạn đã làm vào phần trước. Last week. Từ nhá. Mình phần này bạn chuẩn bị ở nhà rồi đúng không? Bây giờ bỏ qua phần chuẩn bị, nhìn vào trong slide và thử nói lại xem mình đã chuẩn bị rồi đúng không? Bây giờ mình có từ đây rồi, mình chuẩn bị rồi, bây giờ mình thử nhớ và thử nói lại xem dựa khả năng của mình nói lên cho mình chủ động hơn một chút. Last week was John's birthday. We gave her a lot of presents. Okay, good. Three. Last week, I went to the zoo with my parents, and we saw a lot of animals. So last week, không phải last week mà last week. Last week. Okay, good. Next one. Last week, I and my brother went to supermarket and we ate a lot of food. Good. That is it. Five. Last week was my birthday. I got a lot of presents. Great. Last week, I went to some beach. Last week, I went to some beach. Nó không phải là beach mà beach. Đó, âm A và âm E trong từ, âm E và âm A trong từ từ beach thì mình phải kéo ra này, nó ra là âm bị dài. I went to some sand beach. Okay. Wow. Rồi, okay, so next part, can you read the paragraph and circle the right answer for me? Bạn đọc đáp án gọi lên và chọn đáp án đúng cho mình. Wow. Yesterday I went to a birthday party. I met some old friends and made many new friends at the party. The party was in my town's park. We had lots of food and drink and played lots of games. We didn't bring the food, but we ate it. We were very tired after the party, but it was a từ này đọc gì nhỉ? Cái từ này là fantastic. Cho âm vào âm cos này nhá. Và cái từ này có nghĩa là bằng với từ great mà bằng từ very good, là một ngày rất tốt. Fantastic. Okay. Look after paragraph in activity 5 and answer the questions. When was the birthday party? Mm-hmm.
dụ mình có một đoạn văn như này. Bây giờ mình đặt ra câu hỏi cho bạn là mình vừa đọc đoạn văn xong. Bây giờ mình hỏi bạn một câu là when was the birthday party? When? My birthday party was yesterday. Yesterday. Yes, có S. Where was the party? Where was the party? The party was in my town's park. Town's park. House park. Okay, rồi. Có một số lưu ý như thế này khi bạn đọc nhá. Hôm nay mình để ý bạn đọc. Ok, âm thì không hoàn toàn đúng, nhưng mà có một cái vấn đề này như này là khi mình đọc thì có nhiều từ là n và l thì vẫn sai nhá. Em mình sẽ tập dần. Và một vấn đề nữa là có cái mẹo cho bạn khi bạn đọc để mà mình rất âm chuẩn nhất là tròn vành rõ chữ nhất ạ. Khi mình đọc mình mở rộng miệng ra nhá. Không nói là yesterday party, today I went to birthday party. Mình phải nói là yesterday I went to a birthday party. I met some old friends and made many new friends at the party. Khác hoàn toàn luôn. Là khi mình mở rộng khoảng nữa ra thì mình gặp tiếng Anh sẽ hơn rất nhiều. Bởi vì cái âm của bạn khá là chuẩn rồi. Nên khi mình đọc mình cần mở rộng miệng ra này, tự tin hơn và đọc nó có ngữ âm lên xuống hơn ấy. Sẽ không bị kiểu hôm nay tôi như này này thì nó sẽ không hay. Mình luyện luôn khi mình đọc được tốt như vậy khi mình nói tiếng Anh nó sẽ hay hơn. Okay. Rồi về nhà bạn làm bài tập về nhà và luyện cho mình những bây giờ nữa bài tập về nhà hôm tuần này sẽ là về số đếm và những từ ví dụ như là có chữ âm số 9 chẳng hạn ở đầu này night 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chỉ có từ night là n đúng không thì cả những cái từ vần có nghĩa là chữ night đầu tiên ấy hoặc là night sau đó mình cố luyện nhá. Hôm sau mình sẽ học randomly thì sẽ chọn bất cứ cái số nào của từ số 9 để mình đặt chữ n và l cho chuẩn đó. Và đồng thời làm bài tập về nhà cho mình. Hôm sau cố gắng đọc tốt hơn nhá. Ok, so thank you, bye bye. Bye bye. Thì hôm nào cũng hôm nay có ghi hình không? Có. Em bảo đọc mở to miệng.